Xin chào tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú, lại là An đây. Thì trong thời gian vừa rồi có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú gọi điện thoại cho An để mà hỏi An về giữa làm Living Trust hay là làm Will như thế nào. Thì trong video ngày hôm nay An muốn chia sẻ cho các bạn, các anh chị, các cô chú ba cái lý do chính mà tại sao các bạn, các anh chị, các cô chú mình nên làm một cái Living Trust thay vì là mình nên làm một cái Will. Thì đầu tiên á, để mà dịch ra tiếng Việt thì tiếng Việt cũng mình theo An biết nha, không có một cái từ cụ thể nào để mà diễn tả cái Living Trust hết. Thì dịch nôm na ra cái Living Trust đó, nó là một cái quỹ ủy thác, trong khi đó cái Will á, thì là di chúc. Thì trong cái quỹ ủy thác á, là nó là một cái cuốn sổ rất là nhiều những cái giấy tờ, và các bạn, các anh chị, các cô chú mình có thể đưa ra rất là nhiều những cái chỉ định, những cái ước nguyện của bản thân của mình ở trong đó, để tới một ngày khi mà mình không còn ở đây nữa thì người nhà của mình có thể đi vô coi cái Living Trust đó, coi những cái ước nguyện, coi chỉ định của mình và làm theo những cái ước nguyện của mình trong đó. Trong khi đó cái Will á, nó chỉ là một tờ giấy mà thôi. Và cái tờ giấy Will này á, các bạn, các anh chị, các cô chú, mình chỉ xài khi mà mình qua đời. Trong khi đó cái Living Trust, các bạn, các anh chị, các cô chú mình vẫn có thể sử dụng khi mà mình còn sống. Vì trong cái Living Trust á, thì thông thường em biết á, là những cái người luật sư người ta sẽ làm luôn một cái nó gọi là Power of Attorney, tức là giấy ủy quyền. Thì cái giấy ủy quyền này mình có thể xài trong những cái trường hợp, ví dụ như em nói mình bị những cái trường hợp giống như là mình sống đời thực vật nè, mình không tự quyết định được cho bản thân của mình, lúc đó mình quá lớn tuổi rồi, mình không tự ký tên trên những cái giấy tờ của mình được, thì mình có cái Power of Attorney này giống như là một cái giấy ủy quyền để mà mình ủy quyền cho người vợ, người chồng của mình, hay là mình ủy quyền cho con cái của mình, để mà tới cái ngày mình không tự quyết định được thì con cái của mình sẽ đứng ra quyết định cho mình. Em có kể một cái câu chuyện rồi, nhưng mà có thể các bạn nghe rồi, có thể các bạn chưa nghe. Thì cái Power of Attorney này á, nó có thể làm về financial, tức là về vấn đề tài chính, hoặc là nó có thể làm về vấn đề sức khỏe. Về vấn đề sức khỏe đó thì em đã từng chứng kiến một cái câu chuyện, đó chính là cái người này giống như là bị sống đời thực vật, tức là não chết rồi, không còn biết những cái gì hết, rồi cứ nằm ở đó rồi người ta bơm thuốc vô, bơm đồ ăn vô để mà mình sống thôi. Và lúc này á, thì cái người chồng á, thì người ta muốn á, là để cho cái người này, tức là rút ống thở ra, để cho cái người này ra đi một cách thanh thản. Nhưng mà bên gia đình của cái cô này á, tức là người người ba, người mẹ, anh chị em á, thì lại không muốn rút ống ra, muốn để cứ nằm như vậy rồi tới khi nào qua đời thì qua đời thôi, dẫn tới là cái cô này cũng nằm cái đời sống thực vật đó mười mấy năm. Nhưng mà vì cô này cũng không có cái Power of Attorney, thành ra cái người chồng cũng không thể nào quyết định thay cho cổ, mà cái người bên gia đình, ba mẹ, anh chị em cũng không thể nào quyết định thay cho cổ được, thành ra cứ phải để cổ như vậy thôi. Thành ra cái Power of Attorney sẽ giúp các bạn, các anh chị, các cô chú, ví dụ như mình có những cái ước nguyện gì đó, mình chia sẻ với người chồng, người ba mẹ hay là anh chị của mình, rồi mình ủy quyền cho người đó, để mà khi mà tới trường hợp đó người ta sẽ làm theo cái ước nguyện của mình. Đương nhiên có những người ta sẽ nghĩ là ồ, nếu mà cứ còn hơi thở thì cứ giữ sự sống, nhưng mà có những người ta sẽ nghĩ là ồ, người ta muốn ra đi thanh thản thay vì người ta sống, người ta chỉ nằm đó thôi, vân vân. Thì mỗi một người, mỗi một cái trường hợp khác nhau sẽ có những cái quyết định khác nhau. Thành ra khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình có cái Power of Attorney, nó sẽ giúp gia đình mình không có bị xào xáo, không có bị tranh cãi giữa hai bên, để mà người ta làm đúng cái ước nguyện của mình. Hay là đơn giản mới đây nhất thôi, trong gia đình của An có một cái người thân, người này bị bệnh, thì sau khi mà cái người này bị bệnh, nói chuyện với bác sĩ vân vân rồi, thì mới kiếm những cái chương trình nó gọi là final expense để mà chuẩn bị trước, để mà lỡ tới cái ngày đó thì mình không có bị bối rối. Thì lúc đó quay lại là có người anh chị em á, thì có người muốn thiêu, có người lại muốn chôn, vân vân. Và lúc đó nó cũng xảy ra cái xung đột giữa anh chị em, con cái trong gia đình, vì cái ngày mà cái người đó nằm xuống
người ta không có để lại cái ước nguyện, thành ra mình không biết là cái người đó muốn chôn muốn thiêu hay như thế nào hết. Thì con cái trong gia đình thì có những cái sự tranh chấp về cái vấn đề đó, thành ra cơm không lành canh không ngọt. Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình muốn tránh cái trường hợp đó và mình đi theo một cái tôn giáo nào đó mà mình muốn sau này mình chôn mình thiêu mình như thế nào đó, thì khi mà mình làm một cái living trust á, mình bỏ những cái ước nguyện ở trong đó, thì con cái của mình tới cái ngày mà mình qua đời, người ta sẽ biết và người ta sẽ làm theo những cái ước nguyện của bản thân của mình. Rồi cái tiếp theo nữa, một trong những cái lý do mà các bạn, các anh chị, các cô chú nên làm một cái living trust thay vì làm một cái will, đó chính là cái living trust sẽ giúp cho người nhà của mình, người thân của mình không phải đi ra tòa thừa kế. Tại vì thứ nhất, đi ra tòa thừa kế tốn rất là nhiều tiền, 4-5% tổng trên số tài sản của mình. Có thể là mình không có tài sản thì em không nói, nhưng mà có những anh chị cô chú mình đi làm qua Mỹ rất là cực khổ, mình để dành từng đồng từng cách để mà mình mua nhà cho con cái của mình, để dành cho con cái của mình, thì 4-5% mất đi 4-5% tổng cái tài sản của mình cho tòa thừa kế với em là rất là nhiều. Rồi cái tiếp theo nữa, cái thời gian để mà ra tòa thừa kế nó tốn cỡ khoảng 1.5 năm cho tới 2 năm, tốn rất là nhiều thời gian và rất là áp lực cho cái người còn lại, cứ phải đi lên đi xuống hầu tòa rồi giải quyết những cái vấn đề liên quan tới cái Ruby Court. Thì làm living trust sẽ giúp mình tránh cái việc mà đi ra tòa. Trong khi đó, nếu như mà mình làm một cái will thì mình vẫn phải ra tòa thừa kế giống như bình thường, khi mà tài sản của mình trên một cái mức nhất định, ví dụ như là ở Cali là trên 165.000, ở Texas là trên 50.000 là phải đi ra tòa thừa kế rồi, mặc dù vẫn có cái will. Cái will nó chỉ giúp các bạn, các anh chị, các cô chú khi mà ra tới tòa thừa kế thì cái người quan tòa người ta sẽ giúp mình chia đúng theo những cái mà mình liệt kê trong cái will, nhưng mà mình vẫn phải đi ra tòa thừa kế, mình vẫn phải có một cái người luật sư, mình vẫn phải trả cho cái người luật sư đó từ 4-5% tổng giá trị tài sản của bản thân của mình để mà người nhà nhận được cái phần tài sản đó. Và cái thứ ba đó chính là privacy, đó chính là sự gọi là bảo mật. Khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình làm cái will, mình qua đời, người nhà của mình nộp cái will lên trên tòa, thì bất kể ai cũng có thể lên cái tòa đó để mà coi được cái will của mình, coi được trong cái will mình bỏ những cái tài sản gì, chia cho những ai tài sản là bao nhiêu. Trong khi đó, nếu như mà mình làm một cái living trust thì mình sẽ có một cái sự bảo mật, chỉ có bản thân của mình, người luật sư của mình hoặc là những cái người trong được liệt kê trong cái living trust người ta mới được coi mà thôi, chứ những cái người bên ngoài không có được coi cái living trust khi mà mình không có cho người ta coi. Trong khi đó cái will nó sẽ public lên, tức là nó sẽ đăng lên trên cái website của tòa án và bất kể ai cũng có thể tham gia và coi được cái này. Rồi tiếp theo nữa là làm sao để mà làm một cái living trust. Thì lúc nào em cũng chia sẻ với khách hàng của em á, cái living trust á là cái mà rất là quan trọng. Một khi mình đã quyết định làm rồi thì mình làm cho đúng, tại vì hiện nay có rất là nhiều người, người ta làm living trust người ta chỉ lên down một cái software xuống, người ta fill out những cái thông tin vô là người ta cũng nghĩ là người ta đã làm một cái living trust rồi, nhưng mà thật ra là chưa. Có rất là nhiều trường hợp em đã gặp á, là khách hàng của em sau khi mà làm cái living trust rồi, ba mẹ làm living trust rồi, tới lúc mà cái người ba mẹ qua đời á, thì cái người con không có sử dụng được cái living trust đó, vì cái lý do là cái living trust đó mình làm không có đúng. Cái living trust mình chỉ xài được khi mà mình không còn ở đây nữa, mình qua đời rồi. Thành ra nếu mà mình đã quyết định làm, tìm những cái người luật sư uy tín trong khu vực của mình để mà làm. Cái lý do là sau khi mà mình qua đời rồi á, cái người con của mình, người vợ, người chồng của mình vẫn phải kiếm lại cái người luật sư đó để mà review cái living trust và để mà help những cái người con, người chồng, người vợ còn lại thực hiện những cái điều trong cái living trust. Ra kiếm những cái người luật sư living trust uy tín để mà mình có thể làm một cái quỹ ủy thác để những ngày mà mình không còn ở đây nữa, người vợ, người chồng, con cái của mình biết được
biết được cái ý nguyện của mình để mà làm theo cho nó đúng, và cái phần tài sản của mình sẽ được chia đúng, và quan trọng nữa là sẽ bảo vệ cái tài sản của các bạn, các anh chị, các cô chú, tránh cái việc mà mất tới 4-5% tổng cái giá trị tài sản khi mà mình phải đi ra tòa thừa kế và con cái của mình phải tốn thời gian để mà đi lên đi xuống hầu tòa, thì tìm những cái người luật sư. Đương nhiên em biết có những cái văn phòng làm thuế, những cái văn phòng làm paperwork người ta cũng có thể quảng cáo, người ta làm living trust được cho mình. Nhưng mà nhớ giùm An, ví dụ như các bạn làm những cái giấy tờ khác, mình còn sống ở đây, mình sai, mình có thể sửa được. Nhưng mà một khi mà living trust á, tới lúc mà mình qua đời rồi á, người nhà của mình, người vợ, người chồng còn lại, người ta cầm cái living trust mà người ta không xài được á, lúc đó người ta không làm được bất cứ một cái gì khác ngoài việc là phải đi ra tòa thừa kế để mà nhận cái tài sản này. Nên thà tốn tiền á, một lần cho nó đáng, sau này mình không cần phải suy nghĩ nữa, còn hơn là các bạn, các anh chị, các cô chú mình kiếm những cái chỗ rẻ, những cái nơi mà nó không uy tín người ta làm cho mình thì rất là mất công và rất là mất thời gian. Sau này các bạn, các anh chị, các cô chú mình không xài được cái này. Và An thì An không có làm về living trust, An chỉ muốn chia sẻ những cái thông tin để mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình có thể hiểu hơn, hiểu rõ hơn. Và nếu mà cần tìm những cái người luật sư tốt nhất, tìm những cái người luật sư trong khu vực của mình ha, đừng nên tìm những cái người luật sư quá xa. Nếu mà ở những cái tiểu bang mà quá xa xôi không có luật sư á, thì mới nên kiếm những cái người luật sư ở những nơi khác thôi. Còn nếu mà được những cái người luật sư trong khu vực của mình thì là dễ nhất cho các bạn, các anh chị, các cô chú, vì sau này khi mà mình qua đời á, cái người đó mình vẫn phải cần một cái người luật sư để help gia đình của mình review lại cái living trust đó và chia những cái phần tài sản theo đúng cái ước nguyện của mình nha. Và nếu mà coi tới đây rồi á, thấy thích á, thì cho An một nút like, share, subscribe kênh channel của An. Và bất cứ khi nào các bạn, các anh chị, các cô chú mà cần tìm những cái dịch vụ giống như là một cái người khai thuế thu nhập cá nhân, hoặc là cần tìm những cái chương trình 401k rollover, mình nghỉ hãng rồi, mình bị mất job, mình bị lay off, mình muốn rollover thành những cái IRA cho mình cái tiền lời ấn định 5%, 4%, 6% và không lên xuống theo thị trường, hoặc là những chương trình cho mình bonus 6%, 7%, 14% hoặc là 32%, cứ gọi cho An, số phone của An là 408-661-7689, 408-661-7689. Bên cạnh đó, An còn làm thêm về những cái chương trình college funding, tiết kiệm tiền cho con cái sau này học đại học, những cái chương trình tiền hưu trí cho những anh chị cô chú làm nail, làm tóc mà không có 401k IRA ở trên hãng, và kèm theo đó là một cái life insurance để bảo vệ gia đình của mình luôn, thì gọi cho An 408-661-7689, 408-661-7689 nha. Bye bye bye.